Thơm chứ bộ, nó thơm là nó của cái hãng nó luôn, chứ nó không phải là cái mùi cồn, nó không phải là cồn, nó không là cái gì hết. Cái sáu mình hết rồi phải không? Mình không có giới thiệu hả? Còn có 6 chai mà còn có gì mới đưa có 1 chai mà sao hết được. Kia ra mấy cái này là của mày để dẫn đưa ra đây. Cái này rất là thơm. Hello, hello, hello. Anh bay về Mỹ rồi hả? Ở đang bay ở Việt Nam mà, từ Mỹ bay về Việt Nam mà. Thấy không? Hello. Không có coi mọi người là mọi người đâu hết rồi. Vào đây lẹ lên, lẹ lên. Có chuyện cần thông báo gấp. Xin chào Karen Trang Trần, chào Tiết Nguyễn, chào Thành Nguyễn, chào ba bé. Lấy cái micro giùm ơi, cái micro livestream của ta đâu rồi ta? Vì lấy cái máy hát của cậu á, đâu đây nè, máy đâu rồi? Linh hồn Facebook vào lẹ, ha ha. Hello hello, các bạn ơi, vào lẹ lên, lẹ lên. Cái gì? Có cái này hay lắm. Cái quả không? Vật dụng gì? Chào Như Ý Nguyễn nha, chào Thái Nguyễn, chào Loan Nguyễn, chào Tiết Trần, chào Thái Nguyễn nha. Bluetooth. Bluetooth connected successfully. Một hai. Cái micro của mình đâu có gì đâu, show câu kia của tại nó là không cổ. không bị gì Khi chứ mà sạc phát mình. nhạc lên, bây giờ phát nhạc lên thử á, thì mời mời mới biết được. Con cũng thử rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo. Alo, chúng em đang thử micro. Xin chào cô Nam. Nam nhìn cái gì? Lao chim bạn gì? Gì vậy? Nói cái gì mà không đủ ý nghĩa, không hiểu vậy? Bán gì vậy anh Long hả? Bán gì vậy anh Long hả? Anh ở đâu vậy? Ở nhà. Quỳnh Thanh Bình, hello. Hello Yến Trần. Yến Trần ơi, anh Long đã gửi cái hộp kẹo em bé cho Yến Trần rồi nha. Yến Trần nha, giờ chị nào nhận được inbox cho anh Long hay nha. Bluetooth Ba Khía mà bán chắc thôi không biết lời được nhiều ha. Thôi Ba Khía không có bán, Ba Khía thì cho mọi người ăn, thì mà Ba Khía ngon lắm nha các bạn nha. Đi mua đồ ăn thôi mà cũng Bluetooth ăn cuộc sống ăn không mà cũng bị chúng chửi nữa, connected buồn dễ successfully. sợ luôn á. Qua Mộc Lan, Thấm Nguyễn, Nhạn Thái, hello Minh Loan, hello Hạnh Nhi, tám mấy người đây được không? Có bị nổi vô không? À, phải thoát lô tích kia ra chưa? Hôm bữa của cái micro kia. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, alo. Thử là mình phải mở nhạc lên thử thì nó mới tiếng nhạc lên. Dạ, mai em nhận hôm qua giao mà em không có ở nhà, em cảm ơn anh nhiều nha. À, bé ở nhà mấy tuổi, nói đã Long Long chỉ cho qua ăn nha. Duy Khương Bolero.
Em ngồi bên đó đi đại quan có thấy nhạc. Bluetooth connected. Gửi thuốc cho em chưa anh Thấm Nguyễn? Anh Tiểu, Thấm Nguyễn ơi, em đặt cái gì vậy? Nói lợi giùm anh cái nữa coi. Là tại vì là gửi là nếu có là anh Long đã gửi hết nha. Chả biết là thuốc gì vậy? Có thuốc nào uống đẹp da không anh Long? Có collagen, Minh Long à, có collagen với dầu cá nha. Dầu cá, collagen. Rồi 12 tuổi thì em cho ăn là 5 viên nha. Mỗi một lần ăn một lần 5 viên luôn, ăn một lần một trong một ngày, ăn trước bữa ăn sau bữa ăn cũng được, nhất là buổi sáng ha. Cho ăn 5 viên nha Yến Trần nha, 12 tuổi nha. Ăn một lần ăn không có chia ra nha, rồi em thấy ngon quá mà đòi ăn nữa thì mình đừng có cho đòi ăn nữa, không có nên nha. Là tại vì khi các bạn nhỏ mà ăn nữa rồi kích thích rồi bắt đầu các bạn ăn cơm nhiều quá là các bạn lớn chịu không có nổi đâu đó. Hôm nay tóc anh trẻ thành hai mái rồi kìa, đúng rồi. Tóc bay qua quạt gió, tóc bay cúp điện, nóng quạt gió cúp bay, tóc bay các bạn ơi. Cảm ơn Yến Trần. Anh Long ơi, thuốc đau khớp gói uống gửi uống gì mấy chai mới hết bệnh hả anh Long? Uống một chai nhưng mà không đầy hết nữa, mà một chai là đã hết bệnh rồi nha bạn nha, không cần phải uống hết chai đâu. Giống như cái thuốc thần kinh tọa mà đau thắt ngang lưng á, Long đau hôm bữa Long ở Mỹ Long đau dễ sợ luôn, nhưng mà có một cái điều là do nơi là Long uống đâu khoảng chừng có khoảng chừng có 5 liều à. Sáng 3 viên chiều 3 viên, hôm nay kiểu Long hết trơn không còn đau thắt ngang lưng nữa. Rồi bạn của Kim Tiểu Long đó là ca sĩ anh Tấn Tú đó, rồi cô Ba Tấn Tú đó, đau lưng quá trời, hôm nay Kim Long cho uống có 3-4 liều hết trơn đau lưng. Ô già tóc bài quá. Alo 1-2 1-2 chúng tôi đang thử video. 1-2 lên 100 người hát bài chơi. Có kia khi nào người đời hay chữ giàu sang để cho thế gian còn mấy âu lo cơ hàng. Cái bài này lâu hát có quên rồi quý vị ơi, cái bài này là bài kiếp người. Thì Hòa Lạc Kiều Long không có hát dù Kiều Long quên này. Thầy anh Trụi, anh Trương Vinh, anh mở tới đâu hứng tới đó à. Kiếp phần con người, ừ thì sanh tử biệt ly. À ơi nghĩ suy, đời ghen gắt nhau được gì. Đắng ngọt trên đời, một thời ấy không trải qua. Nghèo giàu đâu gắn là cớ gì dèm pha. Trần gian có còn bình an, giấc mộng giàu sáng dẻo neo cho đời ngổn ngang. Nghĩa nhân vì tiền nhạt nhòa, thâm tình vì lời danh dựng to, tình bạn là nỗi lo là đắng đo. Ai ơi lỡ phận cơ hàn cũng đừng vì than. Đến tận khi nào người đời hai chữ giàu sang để cho thế gian còn mấy âu lo cơ hàng. Rắn ngọt trên đời một thời ấy không trải qua. Nghèo giàu đâu gắn là cớ gì dèm pha. Ta đại vậy thôi, không biết đúng không? Tại vì cái bài này từ ngày quay clip tới giờ cho nên đâu có hát đâu, thấy không?
ca cho mọi người nghe một chút vậy thôi, không hát nữa. Hay quá anh ơi, cảm ơn Quân Cao, cảm ơn Miden Cao. Alo, alo chị ba. Alo chị ba, khỏe không chị ba? Chúc chị ba nhiều sức khỏe nha. Lúc nào cũng đẹp gái nha. I love you chị ba nha. Minh Nguyễn khỏe không? Minh già khỏe không? Giờ em chúc cho chị ba của em lúc nào cũng dễ thương, lúc nào cũng đẹp gái, lúc nào cũng trẻ trung, lúc nào cũng làm được nhiều tiền, kiếm tiền nhiều, đi già nhiều nhiều. Đó. Thôi, cái gì mà anh Trương Vinh Tháo giữ, đó trai đẹp ghê không? Thì đúng rồi. Chia sẻ cho tới 100 người đi mọi người ơi. Hả, mọi người ơi, Kim Tử Long thông báo cho mọi người nghe nè. Tắt micro nha, nói chuyện không đi ha. Lát hát hát cho mọi người nghe bằng cái micro nha. Chia sẻ ra giùm đi, tư vấn kẹo đi em ơi. 16 tháng ăn được, 16 tháng là 1 tuổi rưỡi rồi, ăn được rồi. Gì kỳ vậy trời, làm mất hứng. Vậy đó, không hát nữa là mất hứng cho mọi người nghe. Giờ thông báo này đi. Cái channel, cái này channel channel bạc. Mọi người, Kim Tử Long đem về hôm qua bán được 4 chai rồi, chị Mai là chưa có lên livestream đó, nhưng mà cái này là gọi là channel bạc nha. Có một chai, mỗi thứ là có một chai rồi, cho nên Kim Tử Long phải tháo cái bịch ra cho mọi người. Tháo cái bịch ra cho mọi người coi, thấy không? Cái này là cái chai Chanel bạc mà xách từ Mỹ về nha, quý vị nha. Chanel Coco, Chanel của nữ, Chanel bạc, Chanel blue, tất cả cái... hôm nay mà ai ủng hộ cái chai Chanel bạc thì sẽ tặng cho thêm một cái chai, cái Chanel, một cái chai dầu thơm của nữ. Mà cái chai rất là dễ thương. Nói tóm lại là mua trong tất cả các sản phẩm này, Chanel, đây là Chanel blue nha, Chanel blue, Chanel bạc ha, còn có hai chai này nha. Đó, còn cái này Chanel Coco, Chanel Coco mắc hơn ở ngoài á, mọi người mua là tới 5 triệu mấy nha, nhưng mà Kim Tử Long có để một cái giá đồng hạn là 4 triệu cho một người thôi. Cái này mắc hơn, đáng lý là phải là mắc hơn nữa, nhưng mà thôi cứ lấy đồng hạn cho mọi người xài cho vui thôi. Rồi mọi người, bây giờ ở đây cái Kim Tiểu Long có sản phẩm tặng riêng cho tất cả mọi người ha. Mọi người muốn lấy chai nào thì lấy nha. Ví dụ như là ai mua một cái chai dầu thơm Chanel thì Kim Long sẽ tặng cho một cái chai dầu thơm này. Cái chai này của nữ nha các bạn nha. Kim Long tháo cho tất cả các bạn coi nha. Mà cái kiểu rất là đẹp ha. Đây, kiểu rất là đẹp nha các bạn nha. Mà nó thơm, cái chai này thơm mùi lài. Có nhiều chai tặng, cái này chỉ tặng thôi chứ không có bán nha. Còn cái chai Chanel á thì Long bán. Nè coi cái chai này nó rất là đẹp quý vị ơi. Nè đó, phụ nữ mà thấy cái chai này rất là thích. Cái chai này nó mùi thơm mùi hoa lài nha. Cái chai, cái Chanel này thơm mùi hoa lài. Mà nếu mà các bạn, ai như vậy các bạn nữ, nếu mà mua cái chai Coco, cái này là 4 triệu, chúng tôi sẽ cầm tặng thêm cái chai sản phẩm cái mùi hoa lài này cho tất cả các bạn nha. Nghe nè các bạn, cái mùi này nó nhẹ, mùi hoa lài mà rất là mà thơm ha, rất là thơm nha. Thí dụ ai mà ủng hộ cái chai Chanel Coco, thay vì ở ngoài các bạn mua 4-5-6 triệu gì đó, cái chai Coco này là 5-6 triệu gì đó, là các anh Kim Tử Long bán có 4 triệu cho các bạn nha. Nếu ai lấy thì Kim Long sẽ tặng kèm cái sản phẩm này, một cái chai mùi lài này rất là thơm ha. Chai mùi lài này, ai lấy cái chai mùi lài này cũng thơm lắm. Hoặc là tặng cho bạn cái chai này nè, lỏng này ra mà anh ngay. Hoặc là tặng cho bạn cái chai này, đúng không? Tặng cho dầu thơm này, mà cái dầu thơm này là của nam nha. Đó. Còn nếu mà lấy, ai mà lấy Chanel của nữ á, 4 triệu á, thì đây là cái chai mùi lài này thơm cực kỳ luôn nha các bạn nhé. Cái chai mùi lài này là cái hộp nó nè, đúng không? Đó, nhưng mà Kim Tử Long chỉ tặng, ví dụ ai lấy cái chai Chanel của nữ Coco, Kim Long sẽ tặng cho một cái chai này, chai dầu thơm này rất là thơm nha quý vị. Trời ơi, cái thơm quá, thịt mùi thơm quá hả. Cái chai rất là đẹp nha các bạn nha. Thơm quá, cái chai mùi lài đó các bạn, lời thấy không. Cái chai này không, nếu các bạn mua cái chai này không á, là các bạn mua chai này cũng 1 triệu mấy rồi nha, 1 triệu mấy rồi nha.
Đây. Có dầu cho nữ không Long? Đây là dầu cho nữ nè em. Dầu cho nam có hai chai này thôi à. Bán hết rồi. Một chai bạc và một chai màu blue màu đen này thôi. Đó, nhưng mà ai lấy cái hay một chai bạc chai blue màu đen, tất cả giá đồng hạng là 4 triệu hết. Nhưng mà ai mà lấy cái chai của mùi nữ hay là chai mùi nam gì cũng vậy, sẽ tặng cho chai mùi nữ này. Tặng kèm chai mùi nữ này. Cái chai này không là cũng 1 triệu mấy rồi các bạn nha. Cái chai này không 1 triệu mấy mà cái tùi nó thơm ơi là thơm nha. Nước hoa xách tay về không có nhiều nha các bạn nha. Vô lẹ nha. Cái gì vậy? Cho em đi làm ăn với anh đi anh ơi. Cho em đi làm ăn với anh đi anh ơi. Qua đây cưng. Đó nè. Bây giờ Chanel nè. Đó Chanel có 3 chai. Có mấy hộp thôi. Đây 4 chai mà bán còn có 3 chai. Một chai màu hồng này. Tại vì mỗi thứ một chai một lọ cho nên Kim Thủy cũng đã tháo cho các bạn coi chứ không phải là mình xài nha. Phải tháo cái mẫu cho mọi người coi. Đây ai thích cái Chanel Coco 100ml này thì lấy nha. Đấy, nó nghe phải thử miếng mùi coi mùi sao nha các bạn nhé. Thơm quá. Thơm dễ sợ. Thơm quá các bạn ơi. Thơm quá. Cái mà Chanel màu đờ, Chanel Coco màu đen là thơm, rất là thơm nha các bạn nhé. Ai mà lấy cái chai này á, chai nữ hay chai nam gì cũng đồng hạng nha các bạn nha. Các bạn mua ở ngoài á, các bạn mua ở ngoài là 5 triệu mấy. 5 triệu mấy một chai không? Nhưng mà Kim Tiểu Long sẽ bán cho các bạn 4 triệu cộng thêm một cái chai dầu thơm này nữa mà cái mùi lài này tặng cho các bạn. Nếu các bạn nữ nào thích cái chai cái kiểu này thì cho biết ha. Còn các bạn nữ nào thích cái chai kiểu này cho biết nha. Bán một chai tặng một chai này nha. Mỗi chai này không là cũng là 1 triệu 7, 1 triệu 8 như các bạn nha. Nha. Cái này là tặng cho các bạn kèm với dầu thơm Chanel Coco. Nhưng mà nói trước là Chanel Coco với chai Chanel màu hồng này nè, của nữ hết nha, là còn có 3 chai thôi. Khách hàng mới lấy 1 chai rồi, mới tặng hàng cho khách hàng rồi. Coco đen bán bao nhiêu? 4 triệu đó em. Cái chai màu đen này 4 triệu nè. 4 triệu trong 2 kiểu tặng cho em. Một kiểu này mùi lài, hai cái chai mùi lài này. Em muốn lấy cái loại nào, kiểu nào nhé. Đây tặng kèm, hàng tặng kèm cho quý vị mà cái mùi lài rất là thơm, các bạn xài biết bao lâu cho hết nha. Đây, hoặc là tặng cái chai mùi lài này nha. Em muốn được tặng, một đặng tặng thì phải mua hàng mới được tặng chứ. Đây, cái hàng tặng là rất là thơm mà rất là đẹp ha các bạn nha. Đây, cái mẫu tặng rất là đẹp luôn nha. Những cái mẫu tặng đây. Lọt, bữa có lọt nè, cái mẫu tặng này của nam. Dành cho nam, lấy cái chai đó ra mà anh. Nữ Coco bán bao nhiêu? 4 triệu Thủy Ngân ơi. Nữ Coco nè, đây đó, nữ Coco màu trắng này rất là thơm, có 3 chai thôi. Nữ Coco màu trắng, ai muốn lấy mà ta chà tặng chai dầu thơm nam. Chai này không là 1 triệu mấy gần 2 triệu nha các bạn nha. 1 triệu mấy gần 2 triệu mà tôi đã tặng kèm dung với cái chai Coco này. Với cái chai Coco này, với chai Coco này. Cái này là của nữ, 3 chai của nữ nha. Rồi, ai muốn là tặng lấy cái hàng chai dầu thơm này thì Kim Long sẽ tặng. Ai muốn tặng lấy chai dầu thơm mùi lài của nữ, Kim Tiểu Long sẽ tặng. Ai muốn tặng lấy cái chai dầu thơm của nữ này mùi lài rất là thơm ha. Đó, ai muốn thì Kim Tiểu Long sẽ tặng nha. Đồng giá hết nha, 4 triệu và được tặng một kèm chai mùi lài. Ok. Cũng tặng chai mùi này luôn nữa, ai thích tặng tôi tặng mùi này. Ai thích lấy chai mùi lài tôi thích tặng mùi lài nha, rất là thơm nha. Chanel hiệu, Chanel luôn hả anh? Không, cái chai này cái hiệu của Mỹ thôi nhé em nha. Nè nè, nó cái hiệu của nó nè nha. Nha. Cái chai này mùi lài nha. Còn cái này là của Mỹ nha. Chanel này là tuổi Mỹ sách về nha ha. Chanel Coco cũng từ Mỹ sách về nha. Mỗi lần sách về có một chai à, không có nhiều. Đó, mỗi kiểu gì một chai thôi nha. Ai lấy thì vô chụp cái hình inbox đi Kim Long để. Và đây là những cái hàng. Ví dụ các bạn lấy một chai Chanel đen Coco này, tôi sẽ tặng cho các bạn cái chai mùi lài ở trên đây. Đó. Chai mùi lài Chanel Chalagel. Hả không? Cái Chalagel này nè, cái chai này nè. Nè. Thơm cực kỳ thơm luôn nha các bạn nha. Thơm quá. Chai này là thơm dữ lắm nha các bạn nha.
Trời ơi thơm gì mà thơm, thấy sợ thiệt đó hả? Các bạn nếu muốn vô ủng hộ thì để lại cái số điện thoại nha. Thơm quá. Chanel mà cái hàng Chanel thì khỏi nói rồi ha, các bạn mua ở ngoài đó, các bạn mà bạn bè của Kim Tử Long mua ở ngoài là tới là 5 triệu mấy nha. 5 triệu mấy một chai 100ml này không ha. Đó, tôi còn có 3 chai. 3 chai, ai muốn lấy chai nào? Màu trắng, màu hồng và màu đen. Coco nha. 3 chai này trong 3 cái sản phẩm các bạn chọn. 3 chai nào thì Kim Long sẽ tặng cho các bạn một chai. Ha. Cái này là mùi của nam đàn ông nha. Cái này rất là nổi tiếng nha. Mùi của nam đàn ông. Này mùi qua lại đàn bà, mùi qua lại của đàn bà nha. Đó. Rồi. Ai muốn lấy chai này không? Anh trai quên thuốc mà rồi máu cơ tim cái thuốc đó không có Yến ơi. Anh chỉ hiện tại anh đang có thuốc cái gì máu nhiễm mỡ. Rồi cái gì lát anh đọc lại cho, còn máu cơ tim thì anh Long không có không có thuốc đó. Saka nha. Hai. Saka Trung Tiền. Saka Trung Thành. Hello, hello ca sĩ Ngọc Hạnh. Chào cưng. Nha. Yeah. Đây là Chanel Coco, nhắc lại một lần nữa, còn chỉ còn có 3 chai dọn dẹn thôi, 100ml. Và nếu ai lấy 3 chai, mỗi một chai như vậy là 4 triệu ha. Mỗi một chai như vậy là 4 triệu. Đó. Long tặng cho các bạn, ví dụ các bạn mua một chai Chanel Coco màu trắng này, Long tặng kèm một chai mùi lài này, rất là thơm. Ha, thơm ha, thơm cực kỳ nha. Đó, Long xách về vậy thôi, còn cái này là hàng mẫu tặng cho tất cả các bạn nha. Một chai này, một mua một chai này, kiểu Long tặng cho một chai này. Hoặc là cái kiểu chai này, kiểu Long tặng cho các bạn kiểu chai này nha. Nha, cái này là hàng tặng nha. Cái này là hàng bán nha. Đó. Hoặc là ai lấy một thích lấy một chai Chanel Coco và Chanel này thì lấy một cái chai dột hơn của đàn ông thì kiểu Long tặng cho các bạn, cho chồng các bạn xài. Một công mà hai việc luôn nha. Đó. Chanel Coco có 3 chai thôi. Má Tướng Anh ủng hộ hết 3 chai rồi, về là lấy liền 3 chai. Còn cái này là Chanel Blue. Hả? Chanel Blue nè. Giá đồng hạng nha, 4 triệu. Đồng hạng 4 triệu, đồng hạng 4 triệu Chanel bạc. Tôi tháo cái bịch ra nha các bạn nha. Đấy, mỗi cái một mẫu chỉ được có một chai thôi à. Này là Chanel Blue. Bán hết 3 chai rồi. Đó. Các bạn ơi, cực kỳ. Thấy không? Chanel Blue, ai mua được người đàn bà, các bạn đàn ông thanh niên nào mà mua Chanel Blue đó. Thuốc em bé hiệu quả lắm anh Long ơi, ok, sóc con. Bé ăn nhiều rồi, mừng lắm phải không? Ok. Chanel Blue. Cái này là Chanel Blue, các bạn mua một chai Chanel Blue là Kim Tiểu Long sẽ tặng cho các bạn một cái chai này. Tặng kèm cho các bạn một cái chai này nha. Mùi đàn ông nha, tặng kèm cho các bạn một cái chai này ha. Các bạn đó, ai mua Blue đi tôi tặng kèm cho. Hay là các bạn muốn thích lấy, cho bạn nam muốn thích lấy cái chai dầu của nữ cũng được đó. Đó, bán gì nè, đó thấy không? Anh Long mới thay đổi kiểu tóc hả? Đúng rồi. Nó thay đổi đó. Hello anh khỏe không? Anh này giỏi quá, vừa hát vừa bán thuốc vừa bán nước hoa nữa. Cảm ơn bạn Quỳnh Thiên Hoàng nha. Đây nè, bây giờ nè, bây giờ nói với các bạn dầu thơm đàn ông của Kim Tiểu Long còn một chai Chanel Blue và một chai dầu thơm bạc. Các bạn mua một chai là 4 triệu, Kim Long tặng cho các bạn kèm thêm một chai này nữa nha. Gặn thêm một chai này nữa mùi đàn ông nha. Dầu thơm cá sấu cũng mua rồi. Đây, đó còn có 2 chai thôi nha. Đó, khách hàng mới khen thuốc em bé đó, con ăn giờ mừng quá trời đó, thấy không các bạn nha. Bây giờ Chanel Blue còn có Chanel Blue với Chanel bạc còn có 2 chai thôi. Còn 2 chai này, các bạn cứ 4 triệu một chai, 4 triệu một chai đồng hạng, các bạn mua tôi tặng kèm một chai dầu thơm này nha. Tặng kèm một chai dầu thơm này nha. Văn Hải, em có Coco trắng đi anh. Em có em Coco trắng đúng không? Bé gì? Coco trắng còn có con trai một nha, em có con trai một nha. Đây nè. Bé heo. Coco trắng lát nữa inbox vào cái Facebook của anh nha, địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận. Rồi anh Long sẽ tặng cho cưng. Coco trắng này.
À, bán cho cưng tôi trắng này 4 triệu ở ngoài luôn, mua 5-6 triệu nha. Rồi em muốn lấy cái mẫu nào của cái chai tặng, cái mẫu nào thì em chỉ nha, cái mẫu nào của chai nước hoa màu qua lại thì em cứ chỉ, hay là tặng một cái chai nước hoa của đàn ông Mỹ, hay là muốn lấy chai nước hoa của đàn ông này thì nói nha. Đây, đây là dầu thơm cá sấu theo yêu cầu của tất cả mọi người. Dầu thơm cá sấu, giá dầu thơm cá sấu thì nó thơm, rất là thơm dai. Cái này là 3 triệu. Cái chai này là 3 triệu nha các bạn nhé. Cái chai này là 3 triệu nha. 3 triệu, 3 triệu các bạn ơi. Cái chai này dầu thơm cá sấu này là 3 triệu nha. Tóc đẹp quá anh ơi, cảm ơn Võ Vi. Dạ, chúc em inbox cho. Ok, cảm ơn bé heo. Dạ, kẹo em bé em thấy hiệu quả đó chị ơi. À, thấy nó chịu ăn cơm và ăn giặt quá trời hơn trước. Nó thấy không? Mọi người thấy không? Tại vì khi mà mình làm cái gì mà để cho nó hiệu quả cho tất cả các con á thì rất là vui. Mọi người vui rồi, mọi con của mọi người lên ký là Kim Tiểu Long rất là vui nha. Dạ, chào mẹ. Chào má hai Phượng Liên của con. À, lớp du mẹ. Có dầu thơm nè, chính giống ơi. Chanel. Chanel đàn ông còn 2 chai. Này là số 1 rồi, thương hiệu là số 1 rồi, một chai này là chai bạc. Nên lấy ra cho các bạn coi luôn nha. Chính giống phải xịt dầu thơm đi. Đi ra ngoài đường cho gái nó bu. Đây. Chanel bạc là gì đó các bạn? Đây là Chanel bạc nha, rất là thương hiệu. Đây Chanel Blue nha, một chai như vậy là 4 triệu. Các bạn người đàn ông á, muốn lấy cái chai nữ của đàn bà thì Kim Long tặng chai mùi hoa lài cho đàn bà nha, để đặng tặng cho vợ mình ha. Còn muốn chai hoa lài này thì cái nào, nói tóm lại là cái nào mua chai nào cũng có được tặng một chai quà Kim Long kèm vô hết nha, đừng có sợ là không có. Nhưng mà tùy theo, nếu mà các bạn không yêu cầu Kim Long bỏ đại chai dầu thơm khác vô nhé. Một chai mà mình mua rồi tặng kèm thêm một cái chai dầu thơm nào đó mà các mà Kim Long, tùy cái lòng Kim Long tặng cho các bạn nha. Được không bạn? Cái gì mà được không bạn? Kẹo, kẹo trái cây em bé. Lát đi nói gì tới kẹo trái cây em bé là gì kìa, có người hỏi kìa. Cái gì vậy chính giống ơi? Chính giống nói cái gì mà hỏi được không bạn đây? Quỳnh Mai, kẹo em bé là kẹo gì vậy? Nghe nói không được. Thuốc đa, thuốc dầu cá bé 9 tuổi uống được không anh? Được em ơi, dầu cá mà đâu có gì mà không được, thuốc bổ thôi. Sáng mắt làm đừng có chảy nước mắt ra nha. Hả? Dầu cá uống đẹp da trẻ. Đây là kẹo em bé trái cây đây nè. Để có những em bé mình mà ăn không được, làm biếng ăn. Rồi á là có 5 hộp rồi nha, về tới mới có 5 hộp hết hàng rồi đó. Hôm mới về tới mấy bữa nay hết rồi. Nhưng mà hôm nay nhờ người bạn xách về 5 hộp. Ai nhanh tay nha là cho con mình ăn nha, bé làm biếng ăn nè. Không chịu ngủ nè, không lớn nè, còi xương nè, yếu người nè, không ăn nè. Có kẹo rồi nha, có 5 hũ nha, 5 hũ nha, đặc biệt 5 hũ nha. Rồi. Đây, 5 hũ, con mình á, cho con mình ăn chừng 3 ngày thôi là con mình ăn thấy thương luôn. Tôi nói con mình ăn thấy thương luôn các bạn nha. Mùi mà Việt Kiều hay xài đó anh. Mùi gì Việt Kiều đang xài, toàn Việt Kiều xài đây nè. Cái này là Việt Kiều xài không nè, mùi hoa lài nè, đúng không? Cái này là tặng kèm nha. Kim Tiểu Long bán, nói đi nhắc lại mọi người là Kim Long bán toàn là trà neo không nha. Đúng rồi, hơi Yến Trần hơn đó là tại vì anh ưu tiên cho em trong nghề với anh đó là bây giờ người ta giật kẹo em bé thì dữ lắm nha cưng nha. Tất cả những Kim Tiểu Long bán là trà neo, mặt hàng là trà neo, hai chai này là của đàn ông đó, ba chai này là của đàn bà đó, là còn chai nữa, ba chai này là của đàn bà nè đó. Nhưng mà các bạn mua chai nào đi chăng nữa Kim Tiểu Long cũng tặng cho các bạn. Sống đơn giản mua dầu thơm kìa anh. Sống đơn giản mua dầu thơm. Sống đơn giản mua dầu thơm. Mua chai nào em? Em muốn mua hộp kẹo phải làm sao?
sầu tím, nhắn cho anh Long cái địa chỉ Facebook, địa chỉ của em, inbox vào Facebook, đừng có để lên địa chỉ lên trang cá nhân này nha. Người ta sẽ lợi dụng cái địa chỉ của mình, người ta giao thuốc dởm đáng chịu nha. Hoặc là gọi cho con thì lẽ nhất. Hoặc là gọi số điện thoại cho Trương Vinh. Đây, ở trên đây có số điện thoại của Trương Vinh là 0933431996. Hôm nào em qua nhà anh, tạ ơn anh trai, cảm ơn em. Có rồi, tao có ghi số điện thoại vô rồi. Để đây trên đây luôn nè. Cậu cứ nói chuyện đi. Rồi nhắc lại một lần nữa nha các bạn nha. Kẹo em bé chỉ có 5 hũ mà thôi. 5 hũ, 1 triệu một hũ. Cho con mình ăn. Để chi cho con mình nó làm biếng ăn, con mình về ăn ào 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 trong vòng 3 ngày, ăn ào 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 mà chất trái cây nha. Rất là thơm và rất là ngon, bổ dưỡng nè. Trời ơi, trí não thông minh của em bé nè, rồi cứng xương dài xương ra nha. Nha nha. Nha, rất là thông minh cho em bé nha. Có 5 hũ thôi đó. Em mua Coco, chết cha Coco, nãy có người đặt rồi con. Coco màu màu trắng, trắng nha em nha. Ủa mà Coco màu đen đi nha, cho cô màu trắng hồi nãy có người đặt rồi ha. Hai mùi là mùi nào cũng thơm hết nha. Coco. Trời, Coco thơm quá nè. Khách hàng đặt cái Coco màu đen là cũng thơm lắm nha. Màu trắng thì nãy có anh em đặt rồi. Đó thì bây giờ thì như vậy thì anh Long sẽ thích cái mẫu hàng nào á thì anh Long sẽ tặng cho các bé, bỏ vô, tự bỏ cái chai dầu thơm tặng vô nha. Hả? Mùi qua lại, tất cả đều qua lại. Còn cái này là mùi đàn ông. Nếu bạn mua chai Coco á, thì được tặng chai đàn ông này cho bạn trai của mình hay là chồng của mình nhé. Long sẽ kèm đây, cái mùi đàn ông này rất là nổi tiếng. Long sẽ tặng luôn cho bạn một chai Coco hay là Chanel, là tặng kèm chai này để các bạn cho bạn của mình hay là chồng của mình nha. Rồi. Đó, số điện thoại của Trương Vinh ở dưới á. Bao nhiêu một hộp kẹo em bé vậy? 1 triệu nha. Đây, 1 triệu. Có 5 hũ về thôi, không đủ đâu vào đâu đâu nha các bạn ơi. Còn 4 hũ à. Ủa vậy hả, còn 4 hũ hả? Ai nhanh tay lên, còn 4 hũ. Em mua Chanel Blue màu đen. Đây, còn một chai duy nhất. Sống đơn giản. Sống đơn giản. Lát inbox vào địa chỉ, vô Facebook, vô Messenger của anh Kim Tiểu Long. Cái địa chỉ, tên người nhận và số điện thoại của em nha. Ok. Anh Long sẽ thích lấy chai dầu thơm tặng nào thì anh Long sẽ tự bỏ vô cho nha. Một chai này vẫn tặng kèm một chai nha. Đó. Nước hoa nhập Thanh Sơn Lê. Nước hoa là Kim Long xách tay từ Mỹ về nhé. Từ Mỹ về nha các bạn nha. Made in. Made in là của Pháp hết nha. Nha. Khoảng 36 gửi nè. Cái này là của Pháp đúng không? Nhìn anh, con mắt anh bị mờ nha. Đúng anh. Của Pháp hết tất cả các bạn ơi. 30/6 gửi cho sống đơn giản nè. 30/6 hả? 30/6 hả? Có điện rồi hả? Có điện, đóng cửa sổ là anh Long bắt máy lạnh lên coi. A Di Đà Phật à. Nãy giờ cúp điện. Văn Đình, cậu làm dữ quá ta. Cậu không làm dữ thì làm sao đây hả con? A Di Đà Phật à. Chanel Coco chai bao nhiêu vậy anh Long? Tất cả dầu thơm Chanel là các bạn đi ra ngoài, Chanel của nữ thì nó rất là mắc hơn. Mỗi chai dầu thơm Chanel của nữ mình mua ở Mỹ thì nó mắc hơn cái dầu thơm của đàn ông, là lúc nào cũng là từ 20 đô hết. Cho nên nhưng mà Kêu Kim Long về đây bán 4 triệu giá đồng hàng cho tất cả các bạn. 4 triệu giá đồng hàng cho các bạn. 4 triệu giá đồng hạn cho các bạn. Chẳng những các bạn còn lời mà Kim Tiểu Long còn tặng cho các bạn. Thứ nhất là kèm, thích bỏ chai dầu thơm nào vô tùy nha Kim Long nha. Đây, tặng kèm mùi hoa lài, đẹp không? Đây, mùi hoa lài, đẹp chưa? Các bạn sở hữu tới một chai mà tới thêm chai nữa nha. Đó, đây, mùi này của Mỹ, đẹp chưa? Đó, thấy không? À, cảm ơn anh tăng giảm cân vô hả? Tặng anh tặng giảm cân vô hả? Là cái gì không có hiểu nha Tướng Phạm nha. Còn bây giờ anh gửi trước cho em một hộp thuốc em bé ăn làm biếng. Địa chỉ nhắc lại nha. Nhắn địa chỉ vào trong cái Messenger của Kim Tiểu Long nha. Ok, tốt ngày xưa rồi nè.
Messenger của Kim Tiểu Long. Bé Heo đang gửi cái địa chỉ rồi nè. Chà cô trắng nè, chai chà neo trắng nè, bé Heo nè, cảm ơn em. Em gửi sống đơn giản, em lấy trước hộp em bé đúng không? Rồi 30 tháng 6 là còn tháng nữa mới gửi chà neo cho em đúng không? Trời ơi, sao không lấy liền đi cho nó nóng hổi chứ, đợi chứ 30 tháng 6 vậy. Có 212 màu đỏ không anh Long ơi? 212 màu đỏ hả anh Long? Không có lấy nha. Em bỏ cái chai Chanel Coco này vô trong cho anh Chanel Blue này vô. Hồi nãy có bạn nào đặt Chanel Blue á, lắc cho địa chỉ sống nha. Sống đơn giản. Sống đơn giản hả? Dạ. Sao không lấy liền đi em, lấy sống cho nóng hổi đi. Sống lấy thôi. Vậy hả? Lấy liền đi cho nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Đây lát nữa những cái hàng này là Kim Tiểu Long, cái này là hàng thay vì bán hàng cá sấu mà tặng hàng cá mập. Các bạn thấy không? Thì cái chai cá mập nè, đó. Cái này cá sấu là có. Cái này 3 triệu nha các bạn nha. 3 triệu. Ai mua chai cá sấu Lacoste này 3 triệu nhưng mà còn có 2 chai thôi hà. Màu trắng rất là thơm nha. Kim Tiểu Long cũng có tặng cho các bạn một sản phẩm kèm theo, tùy theo Kim Tiểu Long bỏ vô nha. Cũng một chai dầu thơm nữa nha, 3 triệu nha. Cái này là 3 triệu, cái này là 3 triệu nha. Đây cái này là cá mập nè. Cái chai cá mập nè. Nó tặng cho các bạn kèm cái chai cá mập nha. Đó. Dễ sợ không, cái chai này cũng 1 triệu mấy của tôi rồi đây nè. Ai mua cá sấu tặng cá mập là thấy không? Ngộ không? Ai mua cá sấu tặng cá mập? Lâu quá không gặp. Khỏe không em kép? Anh Hải Võ nè. Dạ. Khỏe anh ơi. Ai chịu mua cá sấu các bạn ơi? Tại em chưa về. Anh có tặng cho em dầu thơm em thì tặng dầu nam nhé. Ok em. Anh sẽ bỏ cho em bất cứ một cái chai dầu thơm nam nào. Đây là nam. Đây là nam. Sống đơn giản cuộc đời tặng nam. Đây là nam. Đây là nam. Hình như nam có 3 kiểu thôi ha. Nữ thì 3 kiểu, nam 3 kiểu được tặng nha. Lời quá vậy anh. Làm cái gì lời em? Em đi ra ngoài, em đâu phải bán dầu thơm phay đâu mà lời em. Là không có dám lời đâu ha. Anh đâu có bán dầu thơm phay mà của Singapore mà bán 300-400 ngàn chai đâu mà lời. Nha cưng. Bây giờ cứ bán một chai này ha, 4 triệu Chanel Coco em mua ngoài bao nhiêu? Ngoài mo lớn là bao nhiêu? Ha. 5 triệu mấy, 6 triệu một chai ha. Đó vậy thôi. Mà buôn bán không cho người ta lời sao sống trời. Sách từ Mỹ sách về, sách qua một đại dương, sách vô hải quan đóng thế, không cho người ta lời làm sao mà sống. Anh có bán dầu gội đầu chống rụng tóc không anh Long? Long Nguyễn không có nha em nha. À, chú Tấn Tú đâu rồi? Chú Tấn Tú ăn rồi, chú ngủ như heo vậy đó ha các bạn nha. Chào rồng nhỏ Kim Tiểu Long, chào chị Ngọc Lê. Ai kêu mặt thì ngoài đi cho biết. Ai kêu mắt thế thì mua ở ngoài đi, Kim Long không ép các bạn nha. Là tại vì Kim Long bán là có lúc nào hả? Nguyễn anh Thanh gửi Thủy, gửi kẹo chưa kìa. Nguyễn Thanh Thủy, em Thủy ơi. Có một bạn ở ngoài Đà Nẵng mà bây giờ Kim Long làm mất lạc cái địa chỉ của bạn rồi. Có nghĩa là cô này nói bán cá sấu tặng cá mập. Rồi các bạn lời rồi còn gì nữa ha. Cái gì Nguyễn Thanh Thí hỏi là gửi đồ cho em chưa? Không biết là Nguyễn Thanh Thí là cái địa chỉ nào, nhưng mà có một bạn tôi đang lạc, tôi đang buồn một cái điều đó là bạn ở ngoài Đà Nẵng là chữa cho con mình điếc bi như bác sĩ, con mình cũng không chịu ăn, rồi bạn cũng có bệnh nữa, nhưng mà không biết bây giờ cái địa chỉ tôi làm lạc bạn ở đâu rồi. Để em chơi. Mong bạn ở ngoài Đà Nẵng xem được cái livestream này, làm ơn phim bóc lại cho cái anh Long, để anh Long gửi cái kẹo em bé cho bạn nha. Bên Long đang nóng ruột quá, anh Long bị lạc cái địa chỉ của em ở đâu rồi. Mai Lê, có dầu thơm nữ không anh? Đây nha, anh còn 3 chai. Hồi nãy ai đặt một chai bạc rồi, rồi ai đặt một chai màu đen rồi nha. Bé anh, heo đặt bạc rồi. Anh còn một chai dầu thơm của nữ màu này. Em ơi, u chù cha tờ vời. Anh còn chai màu này.
Anh còn một chai dầu thơm màu này, ok, Chanel này anh Long tặng cho, bán cho đồng hạng là 4 triệu. Anh Long sẽ tặng cho các em, bỏ vô tặng cho các em chai này, mùi lài, tặng kèm nè nha, đó. Hoặc hang từ từ cưng, hoặc chọn mùi này nha. Chọn mùi này, tặng mùi này nha. Nói tóm lại thôi, bây giờ tùy lòng hảo tâm của Kim Thiếu Long á, bây giờ cũng không biết tặng cho các bạn mùi nào, nhưng mà cứ bỏ vô đại vậy ha. Thuận tay thì bỏ vô nha các bạn nha. Mùi Long thích cái mùi này. Xin lỗi, tại có con trai khui ra để quảng cáo cho các bạn. Bắt các bạn có lấy chai này thì cho Kim Long xịt miếng Kim Long ngửi trước một cái nha. Nó cũng không có hết gì nhiều đâu ha. Thơm quá. Thơm quá các bạn ơi, cái chai này thơm quá. Đúng rồi, đó. Còn chai màu hồng này các em lấy giùm Long nha. Phu Lê hỏi cái chai Coco cả. Tên cá sấu nam kìa. Chai cá sấu đi mùi nam nè. Đây nè, cá sấu mùi nam nè. Đây, cá sấu mùi nam đây, có 2 chai thôi. Còn 2 chai thôi. 2 chai cho cá sấu mùi nam nha. Cái mùi này thì quá là thương hiệu mà quá là đặc biệt rồi nha. Trời ơi, chai màu hồng. Thơm quá. Thơm quá là thơm luôn á. Đây còn dọn dẹn còn được 1 chai màu hồng Chanel này thôi nha các bạn nha. Thơm á. Chai đó bao nhiêu vậy anh Long? Sống đơn giản chai nào? Sống đơn giản nãy giờ mình sống hỏi mình vài đó. Chai blue đen á. Anh Long nói là tất cả đồng hạng về lưu nữ và bồ lưu nam đều là 4 triệu hết nha. Nhắc lại cho các bạn nhớ. Yến Trần đâu rồi, lên nhắc lại giùm anh có Yến Trần. Tất cả dầu thơm nữ, dầu thơm nam về lưu đều là 4 triệu hết. Mở cửa mà anh có khách. 4 triệu hết nha, 4 triệu hết nha. Chai hoa lài bao nhiêu? Chai hoa lại anh Long không có bán. Ai mua Chanel thì anh Long sẽ tặng cái chai hoa lại này. Cái chai hoa lại này là 1 triệu mấy nha, 1 triệu 7, 1 triệu 8 nha. Anh Long tặng chai hoa lại này nha. Mấy cái chai này là 1 triệu mấy hết. Nhưng mà anh Long tặng cái hàng cho khách hàng đặc biệt của mình, làm quà vui thôi. Đó. Mở cửa cho vô. Coi chừng mấy con chó chạy ra ngoài giùm anh nha. Đó, bây giờ chỉ còn có 1 chai Chanel màu hồng này các bạn thấy đó nha. Để mà các bạn đồng hạng hết, nam hay nữ gì Long cũng bán đồng hạng là 4 triệu. Cứ tặng một chai dầu thơm kèm theo. Cứ tặng một chai dầu thơm. Cứ tặng một chai dầu thơm, tặng đây, đó hàng tặng. Cứ tặng một chai dầu thơm kèm theo nhé. Cứ tặng một chai dầu thơm kèm theo, đó. Tùy theo cái Long bỏ vô cho các bạn cái hàng tặng nha. Vậy lấy thêm cho em một chai trà chai màu hồng đó nữa đi anh. Sống đơn vậy, sống đơn giản, lấy màu hồi nãy là chơi gì rồi, chai màu mà Chanel gì rồi, bây giờ lấy chai màu hồng này nữa ha. Ok, hết hàng nha, ao hàng đó. Đó, tặng một cái chai nè các bạn, thấy cái kiểu cái chai rất là dễ thương mà nó thơm, cái mùi, cái mùi qua lại. Kim Long hửi nhiều quá, mất lỗ mũi, Kim Long bị mất mùi rồi. Anh ơi em mua một hũ kẹo em bé. Anh ơi em mua hũ kẹo em bé. Em qua lấy liền nha. Ok, Thanh Thảo Nguyễn qua lấy liền đi để không còn nha. Rồi đó đi. Tổng cộng 2 chai Chanel Blue, em ghi sống đơn giản giùm anh á, là cần 2 chai Blue nè. Để chai Blue màu hồng cho đơn giản nè, đó. Lưu đen giờ lấy chai màu hồng này luôn rồi. Lấy chai màu hồng. Ok, vậy anh sẽ tặng sống đơn giản. Muốn lấy chai tặng của 2 chai của nữ luôn hay là 2 chai của nam? Hay là 2 chai của nam? Thôi anh bỏ 2 chai của nam, chai nữ, chai nam cho em nha. Anh ơi, tối qua em inbox anh rồi. Thúy Thanh Nguyễn, inbox rồi, nếu mà tối hôm qua inbox rồi thì chắc ngày hôm nay anh Long mới nhận, anh Long mới gửi hàng cho em nha. Tại mới đi hát ở Châu Đốc với bà hôm. Anh gửi làm sao mà khoảng 1 tây tháng 6 là chừng nào? 1 tây tháng 6 là... Gần tháng 7 á hả? Hôm nay là 2 tây tháng 6 rồi mà.
Bên đây là bên Việt Nam mà 2 tây tháng 6 rồi mà em. Em ơi, nó lộn ngày em vậy cưng ơi. Thơm quá vậy. Thứ nhiều vô thơm. À, xong đơn giản hỏi là anh gửi làm sao mà khoảng là 1 tây tháng 6 mà em chưa nhận được hay sao đó. Không biết. Tự nhiên em thì từ nhắn. Từ đi, 1-2 ngày gửi cái gì vô rồi gửi cái gì. Nói tóm lại là anh em mình sẽ điện thoại nói chuyện với nhau. Ok. Đừng lo, lát nữa Long sẽ điện cho em. 1 tháng 7 lận. Gửi sao 1 tháng 7 gửi về đâu? Gửi có 3 ngày là tới rồi các cưng ơi. Anh Long gửi xuống tỉnh cho em có 3 ngày thôi. Trà neo màu hồng bao nhiêu vậy anh Long? Có người đặt rồi 4 triệu, có người đặt rồi em ơi. Em lấy con chai cá sấu màu trắng. Ok. Chốt lại. Chốt lại Quỳnh Đức. Quỳnh Đức, một chai cá sấu màu trắng. Nó còn cái bịch nè, cho anh Long tháo ra, anh Long thử cái không cưng. Tại vì có con chai à. Đây, anh một chai cá sấu màu trắng, anh Long sẽ tặng cho em một con cá mập nha. Ok ha, cá mập nha, để đây nha, chốt lại của Quỳnh Đức nha. Rồi, để đây đi, đó. Em ở Vĩnh Long, em ở Trà Vinh. Hi hi. Anh ở Vĩnh Long, em ở Trà Vinh, đúng rồi. Mùi Nam. Mùi Nam nha anh, Mùi Nam đó. Cá sấu là Mùi Nam. Ok, giờ còn một chai cuối cùng màu trắng của cá sấu. Một chai cuối cùng. Vẫn có tặng quà nha các bạn nha. Cá sấu vẫn tặng cho các bạn nha. Đó, bán một chai cá sấu Coco mà cá sấu Lacoste tặng cho các bạn. Cá sấu này 3 triệu. Tặng cho các bạn, hàng tặng. Đó, tặng cho các bạn nè. Còn một chai cuối cùng cá sấu nha. Không biết Hải Phạm đâu rồi, không biết Hải Phạm thôi để này cho Hải Phạm đi. Tại Hải Phạm cũng có đặt cá sấu nữa. Thế chiều hỏi là Hải Phạm, Hải Phạm đặt cá sấu đúng rồi. Với một chai thuốc hình như thần kinh tọa hoặc đau khớp gì thôi, hết rồi đó. Cá sấu hết. Bây giờ còn 2 chai Lacoste cá sấu màu xanh. Mùi cũng thơm tuyệt đỉnh nha. Còn 2 chai cuối cùng. Đây. Lacoste cá sấu màu xanh các bạn ơi. 3 triệu. 3 triệu vẫn tặng cho các bạn. Hàng kèm theo. Vẫn tặng hàng cho các bạn kèm theo bất cứ chai nào Kim Lân bỏ cho các bạn. Anh đang ở nhà hay đang đâu? Ở nhà nghe Yến ơi. Đây, cá sấu. Cá sấu màu xanh các bạn nha. Ai mua cá sấu màu xanh 3 triệu tặng một chai. Chai nào cũng được hết. Đây, hình như cá mập còn không ta? Cá mập hết rồi. Cá mập trên đầu còn không? Không. Ok, sẽ tặng cho các bạn chai này. Một chai cá sấu màu xanh tôi sẽ tặng cho các bạn chai này nha. Các bạn nha. Nãy giờ anh vừa. Đây cái chai này nè. Cái chai cá sấu màu xanh này là 3 triệu nè. Nhiều chai vậy anh Hoàng Đinh. Tóm lại đi vào Messenger chối chốt đơn nha. Thì Thanh Nguyễn. Để Thanh Nguyễn rồi ok. Ok. Bao nhiêu chai? Này 3 triệu nha. Cái chai dầu thơm cá sấu này là màu xanh này là 3 triệu nha các bạn nha. Vẫn tặng, Kim Tiểu Long vẫn gửi hàng tặng cho các bạn nha. Nhưng mà các bạn không chọn được thì Kim Long tùy chọn cho các bạn bất cứ một cái chai dầu thơm nào cũng được hết. Ok. Quynh bán hàng USA rẻ quá chứ giờ bán cho nó vui mà giờ sao vậy muội. Cái chai Chanel Blue Henry mua ở ngoài mo rất là lớn, siêu thị lớn của đất nước Việt Nam mình. Cái chai này mua 5 triệu mấy mà vẫn bị giả như thường. Henry tức quá. Ngồi khóc sùm hết. Ha. Mà Henry là người chuyên môn xài dầu thơm mà gọi là cái đầu có sạn ở Mỹ đó nha. Mà Henry về tới Việt Nam còn bị gạt. Đây còn 2 chai màu xanh Lacoste. Các bạn nào lấy màu xanh nha. Mua cá sấu cũng được tặng con ngựa được. Đúng rồi. Đúng rồi, hàng con ngựa còn mua cá sấu vẫn được tặng con ngựa nha bạn nha. Bạn Yến Trần dễ thương quá à. Gửi liền cho em nha Thanh Nguyễn. Ok. Thúy Thanh Nguyễn. Anh biết rồi. Đây. Mua một con cá sấu.
tặng một con ngựa. Các bạn ơi, cá sấu xanh nha, 3 triệu tặng một con ngựa màu đen và đỏ nha. Hàng sách tay, em muốn thuốc tê tai có không anh? Thuốc tê tai, thuốc tê tai là thuốc rối loạn tiền đình, tai biến mạch máu á. Tê tai tê chân là thuốc rối loạn tiền đình luôn đó nha em nha. Ăn ngon ngủ được, bổ não thần kinh đó. Có dầu thơm con trai không anh? Đây là dầu thơm con trai không nè em. Đây nè, Lacoste, cá sấu màu xanh này là dầu thơm con trai. Dầu thơm tặng kèm mà chai màu đỏ con ngựa. Một con cá sấu tặng một con ngựa, là mùi này là mùi con trai không ha. Nhìn cái mặt này là biết con trai rồi nè. Chứ không thể nào mà con gái mà xài cái mặt này ha. Con trai mà xài, con gái mà xài con này ha. Chai cá sấu mùi nữ hay mùi nam? Mùi nam. Mùi nam nha các bạn ơi. Có gì chúc em inbox cho Thúy Anh Nguyễn. Cảm ơn em. Inbox lấy cái gì nha. Đây bây giờ cuối cùng lại chốt tất cả các dầu thơm kia hết các bạn nha. Ha. Một chai dầu thơm này là bán 3 triệu, cá sấu Lacoste màu xanh, nhưng mà Long sẽ tặng kèm cho con ngựa màu đỏ và màu đen nha. Cái chai màu đỏ này dễ thương lắm các bạn à. Đây, bự chảng xà dầu luôn nha. Các bạn bự chảng xà dầu luôn nha các bạn nha. Nha. Không lẽ Phương Hồng Lê ơi, anh có lấy màu cá sấu xanh thì trở lại nha. Ok. Đó, tôi chỉ còn có hai chai màu xanh nữa thôi. Các bạn sẽ tự vô tìm ha. Hai chai màu xanh. Các bạn mua mỗi một chai tặng một cái chai con ngựa màu đỏ này. Ok. Cá sấu tặng con ngựa 3 triệu nha. Rồi, bỏ vào một bên. Các bạn không có lựa chọn được á, tẩy tế bào nhiều vậy anh? Đây, tẩy tế bào chết. Ai mà xài phấn son nhiều quá tẩy tế bào chết là 600 ngàn đồng nha. Các bạn nữ mà xài phấn, xài son, xài nhiều quá tất cả các sản phẩm lên trên cái mặt của mình mà nó bị già, nó bị quá trời như vậy nè, nó bị già giống như Kim Tử Long cả tháng nay không lột nè. Thấy không? Không đưa chai nào mà... Cậu Linh ơi! Lên trên trên cái phòng tắm của anh nó có một chai như vậy nè. Dạ. Lấy giùm anh. Chai màu xanh nha anh. Ok, Thanh Tâm Nguyễn, em lấy chai Lacoste màu xanh nha. Anh sẽ tặng cho em một cái con ngựa nha. Em mua một con cá sấu anh tặng một con ngựa nha. Đó, yên tâm nha. 3 triệu được tặng chai. 1.3 triệu. Cảm ơn Yến Trần em, nó hơn 1.3 triệu cứ nói chứ nó không phải 1.3 triệu nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, vui. Nghe Vũ hâm mộ chú, cảm ơn nha. Yến Trần nên xài chai này nghe Yến Trần nha. Cái chai này á là đây nè, cả mấy tháng nay anh Long không có lột cái da của anh Long nè. Mình không phải là lột, nhưng mà khi mà nặng lên một cục, mình tẩy lên cái mặt của mình, mình chà lên, mình chà đều lên, tự động nó rớt xuống cái mặt của mình, mịn trơn hết những cái tế bào chết nha. Đây nha các bạn nha. Cái chai này rất là tốt, mà đi ra nắng không ăn, da mặt mình nó mỏng và trắng hồng, và tất cả những cái vết nám, vết thâm của mình đều đi hết nha. Những cái vết thâm quần mà nó xấu xí, mà nó già đi á, thì nó sẽ đi hết tất cả mọi thứ. Đúng rồi, bỏ chai này vô, mang đi chai mới nè. Đó, 600 ngàn đồng nha các bạn nha. Cái chai này là 600 ngàn đồng nè. Hôm nay tôi không có lột, hôm nay tôi lột luôn cho các bạn coi nè. Nè, khi mình ấy mình nặng lên nha các bạn nha. Đây là mang cái này hả? À, các bạn ơi, đó, nó lấy tại chỗ, giờ nó mịn liền tại chỗ các bạn nha. Nhất là những cái con hốc mắt của mình á các bạn. Trời ơi, bữa nay tôi bị lẩu quá rồi. Hả? Cả tháng nay tôi không có lấy nó ra nè các bạn nha. Các bạn xài phấn son nhiều quá đó. Nó lấy cái da của các bạn ra liền các bạn nha. Trời ơi. Lấy giùm mình cái khăn nè. Chuyên Vinh đi mất tiêu rồi. Để khách lại nhà chơi, khách lại nhà làm phụ tôi vậy trời. Kỳ ghê vậy á. Nó hư quá. Các bạn nhớ là ngay cái hốc lỗ mũi của mình nè, hốc mắt của mình nè,
Hả? Thất cổ của mình nè các bạn. Ừ, trời ơi. Rồi các bạn sẽ đi rửa nước liền thôi, các bạn không cần phải rửa sữa, rửa mặt hay các bạn phải làm gì hết nha. Ừ. Da 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 nó rớt rồi, bạch bạch xuống dưới nè các bạn ơi. Là cái da mặt của mình sáng liền nha các bạn nha. Nè, để từ từ giùm anh đi, phải. Đó, cái mặt sáng lên liền các bạn thấy không? Mà nó rất là mịn, mình sẽ rửa nước thôi à. Trời ơi, da mặt nó lột ra mà nó rớt như là cái miếng bánh tráng vậy các bạn ơi. Nó rất là hiệu quả và nó rất là hay nha. Đó các bạn. Nó cái làm cho cái da mặt của mình nó rất là mịn liền tại chỗ, nhưng mà nhất là hốc cổ của mình nè. Các bạn lấy từ cái hốc cổ, hốc mắt ra. Tại vì khi mình lão quá là nó ưa bị nó nằm dài chỗ này nè. Bạn còn nhớ một điều là nhớ lấy từ cái hốc cổ ra nha. Nhớ lấy từ cái hốc cổ ra. Nặng lên một chút thôi. Nè, sáng cái da mặt liền các bạn thấy không? Thích liền à. Đó. Sáng cái da mặt mình liền đó các bạn nha. Đó, mình lột một lần nếu mà cái da già mình nó rụng xuống là nó không có nữa. À, nghe cái bát của Kim Tử Long chưa có làm nè. Đó các bạn nha, nó mịn liền. Mình phải tẩy cho nó, mà các bạn phải chà từ từ thôi nha. Các bạn đừng có chà quá là coi chừng tét cái mặt của các bạn, ráng chịu. Đó các bạn thấy không, những cái da già của mình nè, mình lấy liền tại chỗ. Với cái mấy con mụn cám á, nó cũng đi theo hết nha các bạn nha. Đó. Cái gừng cổ của mình thường thường cũng bị già đấy các bạn ơi. Tươi xanh để 2-1 hũ nha. Anh Long ơi góp ý kiến nha, anh để cái mái tóc này rất là hợp. Vậy đó hả? Hả các bạn nha. Chà nè, nó rớt lên rồi các bạn nè, thấy không? Cái da già mình lột liền à. Nhất là các bạn phải lột những cái hốc khóe mắt của mình nè. Đó. Nhất là ngay chỗ này nè, chỗ mấy cái lông râu này nè, cái hai cái bát này nó già dữ lắm. Ok. Bán em một chai luôn. Ok, Thanh Ngân Tâm Nguyễn. Ok, tế bào gốc nha. Tẩy tế bào chết nha. Đó, cái mặt sáng liền không các bạn nha. Kim Tử Long không có đánh phấn gì, mỗi lần livestream Kim Tử Long không có đánh phấn, không có cái gì, chỉ có đi hát đánh một chút phấn nhẹ thôi à. Đó. Dạ em cũng sắp về Việt Nam rồi Nguyễn Thị ơi. Rồi chào đón em nha, về Việt Nam chơi cưng, hy vọng có cơ hội mời anh uống cà phê. Cảm ơn em gái, có gì lên nhà anh Long ăn cơm. Một đứa em gái ở Malaysia rất là dễ thương mà rất là hiểu về Phật pháp, mà rất là tin về Phật pháp, cho nên là đi làm cúng dường rất là nhiều cùng với Kim Tiểu Long, cũng như là cúng dường tượng Phật nè. Các bạn thấy không, cái mặt của Kim Tiểu Long sáng hẳn lên liền cái da, đúng không các bạn ha? Đó. Nó mịn trơn à. Ok, cái tiếp này là 600.000 đồng nha, tẩy tế bào chết nha các bạn nha. 600.000 đồng, lúc trước là bán 800, giờ bán còn 600 cho một các bạn nha. Ok, một hộp. Anh trai Nguyên Thị, anh em mình cà phê kìa, chốt luôn. Rồi chốt luôn, ngày nào uống cà phê chốt luôn, ra quán cà phê buôn bán luôn. Anh ơi Diễn Châu Đốc mua 3 khía rồi. Về đó hả? Đúng rồi, mới sáng ăn 3 khía ngon quá. Các bạn nghĩ tôi đi Châu Đốc tôi mua khô, tôi về tôi tặng cho tất cả các bạn, bạn bè ở bên Mỹ, mà tôi cũng bị người ta nói nữa. Nói tôi là con nhà Phật, tại sao mà sát sanh nhiều quá vậy? Tôi mua tôi tặng thôi mà. Hôm trước tôi ăn, lỡ tôi ăn miếng cơm á. Tại vì đôi khi tôi không có đồ ăn, tôi ăn có miếng cơm, tôi ăn trứng hoặc vịt lộn. Mà tôi ăn xong tôi cũng không có nhớ.
Có nghĩa là mình ăn một tuần lễ, hai tuần lễ rồi cái đầu mình quên luôn, mình không có nhớ. Tự nhiên có người vào nói là tôi đại tử Phật mà sắc xanh quá vậy, tự nhiên giờ tôi ám ảnh luôn, tôi cũng không dám ăn luôn. Cho anh chiếc khăn trong tủ lạnh đó, đó cô Linh đó, chiếc khăn của anh đó. Một tiếp nha anh Vương Hồng Lê. Trời ơi cái mặt mịn quá trời mịn luôn. Ô oh, wow, đẹp quá trời đẹp, đẹp long lanh, không không thể nào mà đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Đẹp mà đẹp rạng ngời luôn các bạn ơi. Dạ anh, chút nữa nhắn tin ai mua dầu thơm cho gì, ai mua làm sao thì nói nghe này, nếu mà khách hàng mà để mà khách hàng mà cần dầu thơm quá thôi, chắc cái gì em gì tới tháng nữa mới lấy lận, tháng nữa mới lấy thì anh Long nhờ người ở sách ở bên Mỹ về. Là tại vì hả, cô bà Ái Xuân về chưa vậy cô bà Ái Xuân? Nếu mà chưa về á, cô bà Ái Xuân mua giùm Quynh hai chai dầu thơm coco nữa đi, một chai hai chai dầu thơm coco nữa đi, rồi sách về đi, Quynh gửi tiền lại cho muội. Tại vì hồi nãy em gái kia đặt cái chai dầu thơm gì sợ cái gì đó ba chữ á, một chai màu trắng và một chai màu đen đúng không? Blue. Blue hả? Blue đen. Blue đen với blue hồng. Blue đen blue hồng hả? Ok. Thì nếu mà ấy thì để nhờ cô bà Ái Xuân xách chai mà blue đen với blue hồng về nữa đi. Có khách hàng ta bán, ta bán cho em gái chờ tới một tháng luôn mà. Ôi ôi mịn dễ sợ mịn luôn các bạn nha. Hồi nãy mặt kim lông dơ mà cái bắt các bạn thấy là mình sấm xì sấm xịt đúng không? Mà cái này các bạn lột được một tuần hai lần thôi nha. Rồi từ từ các bạn lột tẩy khoảng từng khoảng lần thôi nha, chứ không có phải ngày nào các bạn cũng xài nha. Tommy rồng nhỏ ơi, có đem chai Lacoste cá sấu. Lacoste cá sấu hai chai mà hết rồi chị. Em hết rồi nha, em còn có chai màu xanh thôi nữa hả? Một chai màu xanh các bạn tặng rồi, để em coi coi. Tại chị không có nhắc em. Thâm Mị Trần chị không có nhắc em nha. Em không có nhớ đâu. Cho nên là nãy chị phải nhắc em, nhưng mà nó không có được thì em còn chai màu xanh này thôi, còn cái hai chai màu trắng khách hàng đã đặt hết rồi. Khách hàng đã đặt em hai chai màu trắng này hết rồi. Em đem ba chai mà ta mua rồi. Thấy không? Em còn chỉ dọn dẹn một chai Lacoste màu xanh này thôi. Mà cũng rất là thơm, nhưng mà thôi chị đợi em đi, tại em về hoài, em có người về hoài em sẽ xách cho chị. Bây giờ nói rõ lại cho tất cả quý vị nha, là mua chai dầu thơm nào Chanel, nếu đụng vô Chanel đàn ông đều như Chanel đàn bà là 4 triệu hết. Nhưng mà mình vẫn được tặng một cái sản phẩm riêng, một cái chai dầu thơm kiểu rất đẹp ha. Nha. Tặng sản phẩm riêng, đẩy chai màu hồng này lại. Tặng về sản phẩm riêng, đây. Những cái chai tặng sản phẩm, những cái chai tặng nè, đó thấy không? Mua cá sấu tặng con ngựa. Mua con cá sấu tặng con ngựa. Nha. Yeah. Mua một con cá sấu hay là chai Chanel cứ tặng cái chai này ha. Đây là hàng tặng nha. Ok. Bây giờ mình còn bán cái gì nữa không ta? Hả? Kẹo bé rồi. Kẹo bé chỉ có 5 chai thôi, nhưng mà bây giờ còn 4 chai. À, ai hồi nãy lấy chứng chỉ bên lên trên nhà chuẩn bị chạy lại tới nhà lấy một chai. Ồ cái mặt Long giờ đẹp quá trời luôn nè, sáng bừng luôn vậy đó. Đẹp rằng người mà không chơi lo chính là em. Đẹp một người đẹp rằng người mà không lo che cũng chính là Yến Trần. Chớp cho em một tấp làm sạch tế bào. Đúng rồi đó, đáng lý cô anh Long xài cái này là 6-7 năm nay rồi nha Yến Trần nha. Cái đặc biệt là một điều là đi ra ngoài đường không ăn nắng nha. Không ăn nắng mà nắng không táp cái mặt mình không bị nám nha các bạn nha. Hải Phạm chai dầu thơm cho em. Thấy không? Hồi nãy mà không thấy Hải Phạm lên tôi không chừa cá sấu là Hải Phạm không còn, thấy không? Anh Long vẫn còn chừa cho em hộp dầu thơm cá sấu nha Hải Phạm nha. Nhưng mà anh Long vẫn tặng cho em chai nước hoa, anh Long vẫn nhớ đây. Cái kiểu này nè, em thấy dễ thương không? Đó, anh Long tặng cho em một chai nước hoa mùi lài cái kiểu này, dễ thương ghê không? Đó, nhớ nha cưng nha. Đây, cái chai nó là cái vỏ này nha. Đó, dầu thơm cá sấu. Đây, dầu thơm cá sấu của Hải Phạm. Mua một chai này, 3 triệu, tặng một chai này. Đó, một cặp để riêng cho Hải Phạm đây. Anh Út tự tin quá. Đúng rồi, giờ em mới nói. À, giờ
anh mới nói em. Ta giận. Tại cái gì anh Long xài đẹp. Ôi trời ơi, cái mặt tôi đẹp quá. Đẹp là người mà không chơi lo chính là em. Dù nói, gì thả một trăng căng ở trên đây là không phải nha. Không phải của Kiên chứ Long. Cái gì vậy? Bộ đăng là đẩy lên nữa hả? Bên trang mày mà. Thì của cậu đó. Ủa gì kỳ vậy? Tôi không có đồng ý cái vụ này nha. Là tại vì khán giả vào hỏi tôi rất là nhiều nha. Bây giờ hôm nay là tôi đề nghị cái trà thảo mộc gì đây nè, đây nè, đó trên Facebook của tôi nè, mà không biết là người ta bán đáng thuốc giả không thuốc thật, mà tôi đã nói rồi là tôi đề nghị là không cho vào gắn sim vào Facebook của tôi nữa. Đây nè, gắn thẻ vào Facebook của tôi nè, tự gắn thẻ vô tăng cân thảo mộc nam dành cho người gầy, viên uống tăng cân xâm bổ kiện thảo mộc nam dành cho người gầy. Các bạn nên để ý cái ở trên Facebook mà vào mà thấy mà tăng cân thảo mộc á, không phải của Long nha. Họ bán cái thuốc dỏm, cái thuốc gì ở Long không biết, nhưng mà Long đã yêu cầu không được tag vào Facebook của Long nữa rồi. Nhưng các bạn vẫn làm. Các bạn cẩn thận nha. Đừng bao giờ gọi điện thoại, đừng bao giờ bấm vào cái trang này. Đừng bao giờ bấm vào cái trang mà tôi đọc nè. Đây nè, tôi đọc nè. Nhớ nha các bạn nha. Tăng cân thảo mộc nam dành cho người gầy và viên uống tăng cân xâm bổ kiện thảo mộc nam dành cho người gầy. Các bạn đừng bao giờ bóc và bấm vào cái địa chỉ, vào cái phay này của một cái công ty này để đặt thuốc nha. Vì đây là không phải của Kim Tiểu Long. Họ tận dụng tên tuổi của Kim Tiểu Long. Họ tận dụng, họ vào đây họ quảng cáo. Mà hình thức quảng cáo ở trên Facebook của người nổi tiếng là phải trả tiền cho người ta. Còn cái này tự lợi dụng, tự nhào vô vi phạm pháp luật, tự nhào vô mượn tên tuổi của người ta mà để mà buôn bán. Ví dụ các bạn sống mà các bạn công ty này nè, tôi nói cái công ty thuốc này luôn. Các bạn sống thì các bạn để, các bạn thông minh, các bạn tài giỏi, các bạn tự vô Facebook của người ta, các bạn tự add vô Facebook của người ta, các bạn thông minh, các bạn giỏi. Các bạn giỏi, các bạn kiếm tiền, các bạn giàu thì các bạn cho người ta sống với, đúng không? Các bạn kiếm cơm thì người ta kiếm cháo. Các bạn nên có cơm thì phải cho tôi cháo. Còn nếu mà không có thì các bạn đừng bao giờ. Tôi nói tất cả những fan của tôi đừng bao giờ bấm vào cái trang ở trên mà tôi đọc rõ nha. Tăng cân thảo mộc nam dành cho người gầy và viên uống tăng cân xâm bổ kiện thảo mộc nam dành cho người gầy. Đừng bao giờ ủng hộ họ nha. Là tại vì họ lợi dụng cái Facebook của Long, lợi dụng Leon Vũ ở bên Mỹ, họ livestream rất là đông người, họ tự nhảy vô và tự làm như vậy. Mà tất cả các ca sĩ hiện tại, tất cả các ca sĩ đang bị sốc về cái chuyện này, nhưng mà không biết cách nào để yêu cầu họ đừng bao giờ vô cái Facebook của mình quảng cáo như vậy nữa. Một lát tôi yêu cầu lên tới trên Facebook luôn, nếu mà không gỡ xuống thì phải trả tiền quảng cáo cho tôi. Cái thứ nhất là phải trả tiền quảng cáo cho tôi. Cái thứ hai là họ ít nhất họ thông minh, họ có cơm thì tôi phải có cháo. Họ trả tiền lại cho tôi cái tiền phần trăm đó thì tôi mới cho vô Facebook của tôi, đúng không? Đúng rồi, hôm nay em cũng thấy cái đó nữa. Người kỳ quá. Mà tôi đề nghị rồi, nhưng mà các bạn kỳ quá. Các bạn nếu cho các bạn làm ăn, tôi không có công ty, tôi là một cái người nghệ sĩ thôi. Nhưng mà nghệ sĩ phải có tiếng nói của nghệ sĩ. Các bạn phải làm ăn một cái điều gì, các bạn phải tôn trọng người ta. Các bạn không có tôn trọng người ta thì các bạn có tài giỏi, các bạn có ăn học cao, các bạn hiểu rộng, mà các bạn sống các bạn không tôn trọng người ta thì làm sao người ta tôn trọng các bạn? Tôi đâu có vô Facebook của các bạn tôi làm được cái điều đó, đúng không? Nhưng mà tôi yêu cầu các bạn hoài mà các bạn cũng không chịu, đúng không? Đúng rồi anh, Leon Vũ cũng bị. Leon Vũ rất là bức xúc về cái vụ này ở bên Mỹ. Mà tất cả các ca sĩ đều bức xúc, như Lâm Chí Khanh cũng vậy, bức xúc cái vụ này lắm. Nhưng mà tự nghĩ từ từ nghệ sĩ mình sẽ lên tiếng hết. Mình cùng nhau mình bắt tay lên tiếng, là tại vì có công ty này làm ăn lừa đảo người ta, đúng không? Các bạn muốn quảng cáo cho công ty của các bạn muốn quảng thuốc, các bạn phải tự lực cánh sinh của mình ra mà các bạn làm. Thì các bạn thông minh quá, các bạn đi nhào vô nhà của người ta như vậy, tôi có bao giờ dám vô nhà của các bạn không? Tôi chỉ đề nghị vậy thôi, mà tôi đề nghị hoài mà các bạn ok, một lát nữa lóc cái chỗ đó luôn đi. Mình phải lóc Facebook của người ta. Được rồi, bây giờ vừa rồi tôi đã nói, tôi cảnh cáo một lần rồi mà các bạn vẫn làm nữa thì tôi đành phải lóc các bạn thôi.
Andy Thái cũng bị luôn. Nói tóm lại là vừa rồi Kim Tiểu Long ở Mỹ là anh Đỗ Thanh cũng rất là bức xúc về cái chuyện này, Leon Vũ cũng rất bức xúc, Andy Thái cũng rất là bức xúc. Lựa những Facebook của người nổi tiếng vô là tôi thấy Facebook của Lâm Chí Khanh, những người ca sĩ cũng vậy. Tôi yêu cầu nè, anh Vũ, Andy Thái, Trung Tâm Đỗ Thanh, ca sĩ công chúa Lâm Khánh Chi nên lên tiếng về cái vụ này. Thì đó, Andy Thái đó, lên tiếng về cái vụ này. Mình được quyền vào Facebook, mình có một cái chỗ là được quyền gì? Được quyền yêu cầu ở trên Facebook là chặn cái người này lại, không cho vào Facebook của mình quảng cáo nữa. Andy Thái với Lê Anh Vũ nhớ nè, họ đang tận dụng cái tên tuổi của mình. Họ là những người thông minh, họ đi học học cao, hiểu rộng, học giỏi gì tôi không cần biết. Họ muốn làm ăn với mình đó, quảng cáo trên trang Facebook của mình, tắt cái quạt này cho anh lạnh quá. Họ muốn làm ăn với mình, thứ nhất, họ lợi dụng người nổi tiếng, tên tuổi nổi tiếng, họ phải trả tiền quảng cáo cho mình. Họ có cơm thì mình phải có cháo, ở đây là cuộc sống mà. Họ có cơm thì mình phải có cháo, chứ không để là họ, mình phải làm thinh để cho họ lợi dụng mình được nha, anh Thái nha. Andy Thái nha. Leon Vũ nha. Tất cả mọi người, Lâm Khánh Chi nha. Tất cả mọi người nghệ sĩ mình phải đồng lòng. Vẫn không thể, họ đã vào đây được thì họ rất là thông minh. Từ hôm cả mấy tháng nay là họ đã kiếm được biết bao nhiêu tiền về cái tên tuổi của mình rồi, đúng không? Họ bán biết bao nhiêu mà khách hàng của Kim Tiểu Long gọi họ nói là không phải là của Kim Tiểu Long. Họ tìm tới công ty đó, họ nói là không phải của Kim Tiểu Long, ai cũng tưởng là của Kim Tiểu Long hết. Nhưng mà hôm nay Kim Tiểu Long rất là bức xúc cái vụ này. Chặn hoài, vô hoài à. Anh Thái Nguyễn chặn hoài vô hoài hả? Hôm bữa Long có yêu cầu lên trên Facebook nói họ phải tự chặn. Nhưng mà họ tại sao mà họ bỏ tiền ra, họ mua một cái số mà rất là lớn, họ mua hết tất cả Facebook của những người nổi tiếng, họ làm được cái chuyện này. Mà tại sao mình không được có quyền mình lên ý kiến, đúng không? Tôi đề nghị những người làm ăn này nên có một cái bộ não thông minh thì nên có, chúng ta nên có một bộ não sáng kiến thì chúng ta phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ, phải trả tiền cho anh em chúng tôi. Lý Anh Vũ phải bắt họ trả tiền quảng cáo, Andy Thái phải bắt họ trả tiền quảng cáo, Trung Tâm Đỗ Thanh phải bắt họ trả tiền quảng cáo. Mình không có để một cái tên tuổi hay cho lợi dụng mà họ phải tự động mà nhào vô mà bán thuốc về cái trang của mình. Trời ơi, tôi đâu có làm vậy, Leon Vũ đâu có làm vậy, Andy Thái đâu có làm vậy. Người ta làm bằng mồ hôi nước mắt của người ta mà, đúng không? Tại sao các bạn phải dựa vào cái tên của người ta, các bạn phải buôn bán như vậy? Một tập đoàn của các bạn phải làm như vậy, đúng không? Mình làm ăn lớn, mình phô trương lên trang cá nhân của người ta là mình phải lịch sự nha. Tôi lên tiếng hôm nay này nữa, hôm nay là tôi khó chịu dữ lắm rồi nha. Tôi mà khó chịu là không có được với các bạn đó. Tôi nói thật luôn á. Các bạn có tập đoàn, các bạn có trên Facebook thì các bạn phải có công ty. Mà công ty của các bạn nằm ở đâu thì trước tiên tôi cũng phải tìm ra công ty ở đó. Tôi cho tất cả các đàn em của tôi lục công ty của các bạn cũng được mà, đúng không? Tôi nói nghệ sĩ nào mà nổi tiếng mà fan nhiều là cái công ty này vô. Mà buôn bán kiểu gì là buôn bán cái kiểu mà tôi nói thẳng một điều, bán vô duyên. Đừng có nói làm sao mà tôi hung dữ là tại vì tôi bức xúc cái vụ này. Nghệ sĩ bức xúc lắm, hiểu không? Bức xúc vô cùng. Mà người ta lên tiếng chưa được, tại vì người ta không muốn lên tiếng là tại sao hôm nay tôi lên tiếng. Tôi nói với anh em nghệ sĩ nào mà cái trang mà thuốc ốm thảo mộc tăng cân gì đó, thuốc ốm dành cho nam này kia nọ, các bạn nên lên tiếng cái vụ này đi. Tất cả mình đồng lòng lên tiếng vụ này nha. Một lát nữa tôi nhờ em út của tôi sẽ lóc. Mà nếu họ tôi lóc rồi mà họ còn làm cái điều này nữa là tôi sẽ tìm tới công ty của người đó. Tôi xem cái công ty đó làm ăn như thế nào nha. Thì các bạn đừng nói sao hôm nay tự động tôi đã cảnh cáo các bạn rồi mà các bạn không có làm ăn mà ngay thẳng. Mình phải ra ánh sáng mặt trời, mình ngay thẳng, mình làm ăn chứ đừng bao giờ mượn cái tên tuổi của người ta làm ăn kiểu vậy. Nha. Đúng rồi, em kiến nghị lên tập đoàn. Còn không ấy là cái trang mà các bạn vô hoài là tất cả các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi đồng lòng tìm tới công ty của các bạn và kéo tới cho các bạn. Bằng giá nào cũng tôi cũng tìm tới các bạn bằng được nha. Em khỏe nha, Sơn Bóc.
Tông nha em khỏe, Sơn Bắc Tên, Sơn Bắc Tên, Sơn Bắc Tông em khỏe. Bố Nguyễn, nói nhiều lắm anh. Nói nhiều lắm anh hả? Nói nhiều thì bây giờ kể nó đi chứ bây giờ. Tự nhiên buôn bán làm ăn rồi từ lợi dụng Facebook. Là tại vì tôi bức xúc một cái điều là tại vì do nơi fan của tôi. Họ bỏ tiền ra, họ tin tưởng tôi, họ cứ nghĩ là tôi bán. Nhưng mà thật sự tôi đâu có bán ba cái thuốc đó đâu. Đúng không? Lý Thái Sơn nè. Dạ em xin chào cô Năm Mỹ Châu. Dạ em xin chào cô Năm. Công ty đen tối. Nếu mà công ty đen tối, Emily công ty đen tối thì tại sao dám xâm nhập vào Facebook của người ta mà trắng trợn kiểu như vậy mà lựa những người nổi tiếng? Nó phải có một cái sự đầu tư trong não của các hãng. Các hãng phải bỏ tiền, giống như chúng tôi có những người các bạn mua like, mua view hay là mua cái gì các bạn cũng phải bỏ ra 200-300 đô một chứ đâu phải giỡn đâu. Đúng không? Tôi đã 2-3 ngày không lên rồi. Hôm nay lên nữa. Thế bây giờ tôi không nói tóm lại là hôm nay là tôi bức xúc nhiều đó thôi. Tại vì do nơi bạn làm tôi bức xúc thì tôi phải bức nút. Đúng không? Họ tự động kết bạn mình rồi tự động đưa vô nhóm họ. Tôi đâu có kết bạn với họ nào đâu. Nhưng mà tại vì họ thông minh lắm. Cái này là họ mua. Họ mua một cái người nào hacker nào người nào đó. Hả? Hết pin rồi kìa. Kiện Facebook. Tôi mà nói mà các bạn mà đồng lòng nha. Lý Anh Vũ có xem được cái Facebook nè tôi nè hôm nay. Andy Thái, anh Đỗ Thanh hay là Lâm Khánh Chi hay là tất cả những người nổi tiếng. Mình nên lên tiếng cái vụ này nha. Đừng để cho cái kẻ xấu người ta lợi dụng cái Facebook của mình nữa. Tại vì fan của tôi gọi lên đó mua thuốc rất là nhiều. Không phải là hàng trăm người đâu mà hàng cả triệu người hay là cả ngàn người lên trên đó mua thuốc chứ không phải là giỡn nha các bạn nha. Mà người ta nói là thuốc không phải là không phải của Kim Tiểu Long. Thuốc không có đúng cho nên là họ gọi về tới tôi họ phiền rất là nhiều nhưng mà họ phiền tới tôi là tôi phải phiền tới các bạn nha. Ok, bây giờ cũng hết hàng để bán thì cũng không biết bán gì. Thứ nhất là collagen còn, thuốc đau khớp xương còn. Hôm nay bán nhiều đây thôi, ngày mai Kim Long sẽ bán những cái loại mà các bạn cần nữa. Có collagen nè, uống để trị rụng tóc này cho bổ nè, rồi thuốc đau khớp xương của Úc, thuốc đau khớp xương của Mỹ nha. Nóng chứ trời, người ta lợi dụng mình mà tại sao mình không nóng. Nóng chút vậy thôi, 5 phút là hết à. Yên tâm đi, 5 phút hết liền. Ok, bây giờ cũng vậy nha các bạn nha. Thôi bây giờ hôm nay mình bán dầu thơm vậy thôi. Giờ sao làm nhiều khi nó lấy nít của mình để muốn tiền lường gạt người ta. Ok, hôm nay em mới thấy anh Dữ đó nha. Anh Dữ lắm em, anh nói thiệt. Nhưng mà anh Dữ đúng chuyện. Là tại vì anh Dữ là tại vì do nơi những người xấu anh phải giữ với những người này. Chứ còn nếu mà anh hiền khô mà. Đúng không? Có kem dưỡng da trắng không anh Long? Cũng có em ơi. Bây giờ hỏi chứ bây giờ các bạn hỏi các bạn mình hiền thiệt nhưng mà người ta dồn nén mình quá thì mình phải bức xúc đúng không? Mình bức xúc thì mình phải bức nút phải không các bạn? Nói làm sao tôi bức nút nha. Một anh có về, mốt anh có về quận 8 em mời anh đi cà phê. Cảm ơn Tâm Thanh Tâm Nguyễn nha. Phần mềm tự quét và sale đó anh. Phần mềm, nhưng mà cái phần mềm này nó tại sao? Ai quản lý cái phần mềm này? Thứ nhất là có người đầu tư vào cái phần mềm này thì phần mềm mới được. Rồng nhỏ không bao giờ giữ với ai hết. Cảm ơn chị. Rồng nhỏ rất là dễ thương. Nhưng mà bây giờ em hỏi mọi người nè. Nếu mọi người, nếu là đặt vào cái hoàn cảnh của mọi người, không phải gì riêng em, nhưng mà bây giờ ca sĩ người ta nói chuyện với nhau, tại Long là ca sĩ mà, nghệ sĩ mà, người ta rất là bức xúc về cái vụ này, mà ý kiến cái vụ này mà quý vị, Long nói cái vụ này các bạn thấy có đúng không? Mới tẩy tế bào chết, nóng lên, hết tác dụng rồi anh. Nó có vẫn đẹp mà, đẹp là người mà không chơi nó. Nó cười quá. Hôm nay là tôi lần đầu tiên các bạn thấy tôi nóng đó. Tại vì Trương Vinh á,
do nó Trương Vinh đó mà tôi tức cái tôi chứ không phải là mình tôi nữa ha. Nó cho nên tôi hỏi các bạn, các bạn nóng như vậy, tôi nóng như vậy, các bạn thấy có đúng không? Hiện câu nào người ta quá đáng thì làm sao mình nhịn được? Đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà tôi phải làm sao, đúng không? Tại sao ép tôi quá mà con người mà thấy như bây giờ mà con một cái con một cái gì đi mà mình ép vào một cái chân tường quá thì đương nhiên họ phải bung cái vách tường, họ phải bung cái nắp, họ nhảy ra, đúng không? Họ phải kiếm đường thoát, đường lối sống chứ, đúng không? Đúng rồi, ta nói bức xúc có ngày bức nút là tiêu. Nhưng mà tôi chỉ nóng được có 5 phút thôi chứ tôi không có nóng được nhiều. Ai mà chọc em nóng chỉ được, em xin các bạn chừng 5 phút, cho em nghỉ tu 5 phút thôi nha các bạn nha. Không phải là chén cơm manh áo của Long, nhưng mà là tại vì fan của Long ngày nào cũng điện thoại và họ cũng mình phải trả lời với họ, mình mà mình đôi lúc mình mệt luôn, tại họ cứ cái thông tin họ không có am hiểu, những người già dưới quê không có am hiểu rồi người ta bấm vô người đó người ta mua, các bạn hiểu không? Cho em chỉ cần họ kết bạn một ai đó thì bởi vậy, tại sao họ lợi dụng mình quá, thấy chưa? Tôi hiểu rồng nhỏ quá mà. Đúng rồi, em chỉ nóng được nó có 5 phút thôi, nhưng mà hồi nãy cũng phải là nóng quá, đúng không các bạn nha? Tôi có nói một cái điều gì mà các bạn mà phật ý các bạn thì thôi, do rồng nhỏ xin lỗi tất cả các bạn nha. Tôi chỉ bức xúc một chút xíu là tôi có bức nút thôi, giờ tôi hết bức nút thì bây giờ tôi bình thường trở lại ha. Thôi mình tịnh tâm cho họ lãnh hậu quả. Họ đâu có biết hậu quả đâu em. Rồi chờ em chút nha. Họ không có biết hậu quả của bà họ. Bởi vậy chính vì bây giờ Long nói cho mọi người nghe nè, ông trời ổng còn sai thiên lôi đi đánh bất cứ người nào lì, hoặc là thí dụ như cái người chửi cha mắng mẹ, hay là những cái người mà lấy dao mà rượt đâm đánh cha mẹ thì trời chồng chết tại chỗ đó, hay là đi ra ngoài đường tự nhiên sao thiên lôi đánh chết á, là tại cái người đó lần sau thì ông thiên lôi ông mới đánh, đúng không? Thì bây giờ cái những người đó họ lì quá thì ông trời ông phải cho thiên lôi đi tìm cái người đó, đúng không? Áo không có nút, áo có nút mà nói gì kỳ vậy? Thần tượng em hôm nay đẹp quá, cảm ơn nha. Hồng gấm Phan Thị. Thôi tôi hát cho các bạn nghe bài chơi nè. Các bạn muốn yêu cầu tôi hát bài gì? Bluetooth connected successfully. Ai có duyên làm việc chung với rồng nhỏ Nessie, tôi cũng cảm ơn chị Tâm Mì Trần. Anh nói hay quá. Đúng rồi, ông trời mà ông còn đó, ông trời mà trên trời là đã tu rồi, đã tu nhiều lắm rồi, đã độ chúng sanh không mà vẫn đánh chết người, vẫn đánh đôi lúc cũng đánh chết một trâu một bò, chắc một trâu một bò nó cũng lì, nó cũng cãi trời cãi Phật, hay là cái người đó cũng làm con cũng cãi trời cãi Phật, hay là hỗn láo là bất hiếu này kia đó, cho thôi đi lôi đi đánh, thấy không? Giờ hát bài gì đây? Chị Thâm My Trần ơi, em sorry chị nha. Em sẽ tặng cho chị một cái mùi nước hoa nào đó để em chọn nha. Nhưng mà tại vì dầu thơm cá sấu còn có hai chai màu trắng là cót, em không có đủ bán cho mọi người. Thì thôi bây giờ em sẽ, lần này em sẽ coi một cái chai nào đó em sẽ tặng cho chị. Nhưng mà hết hàng rồi, chị chỉ xài mùi nam thôi, chứ chị cũng xài mùi nữ nha. Nha. Sẽ tặng cho quý vị một Thanh Thảo Nguyễn Thị. Anh ơi em mua một hộp kẹo mà uống sao anh? Con em 12 tuổi, em nhận kẹo chưa? Con em 12 tuổi thì em cho ăn 4 viên dùm anh Long nha. Mỗi một ngày một lần ăn 4 viên nha. Hello mọi người, yêu cầu Du Lăng với mẹ rất là nhiều nha. Tôi nói với các bạn là tánh ngộ, tánh em ngộ, lát em nóng trong vòng khoảng đầy 5 phút nữa. Các bạn thấy tôi đóng được 5 phút không nha? Thì tôi cũng nóng với những cái người mà họ ác. Còn các bạn hiền tôi không có nóng đâu, các bạn yên tâm nhé. Các bạn hiền, em hiền khô hả? Hay quá hả em? Cảm ơn các em nha. Khóc rồi hả?
À, thôi thì bây giờ tôi nghĩ là các bạn đã tới giờ đi làm việc rồi nhé. À, tạm biệt tất cả các bạn. À, các bạn đã theo dõi cái livestream này. À, các em nhắc lại một lần nữa, các em tranh thủ mua dầu thơm thì vào Messenger inbox vô cái Facebook của Kim Tiểu Long nha. Anh Long hát bài Lòng Mẹ Trong Tôi, anh Long thuộc bài này nghe sống đơn giản nha. À, các bạn inbox vào cái Facebook để địa chỉ, số nhà, số điện thoại, tên người nhận, chai dầu thơm gì. Ví dụ như là Coco màu trắng thì nói là màu trắng, Coco màu đen thì nói là màu đen, Coco màu hồng thì nói màu hồng nha, chai Chanel màu hồng nha. Còn ai mua blue bạc thì để là blue bạc, blue của nam thì Chanel blue thì để vô cho nam dùm cho Long nha. Hôm nay chủ nhật được nghỉ anh ơi. Ủa, nay chủ nhật hả? Trời, Kim Long làm việc ghiếc rồi, Kim Long không biết tứ luôn á. Hôm đi hát ở với bà về tới 4 giờ sáng lần. Chủ nhật mà ngủ gì anh ơi. Ok, bữa nay chủ nhật mình chơi hết gân luôn ha. Thôi, mọi người mệt thì mọi người đi hết trơn. Còn có 6 mấy người à, 6-9 người thôi, hát gì nữa. Thấy không, một hồi nãy 100 mấy người hấp dẫn hơn, phải không? Chủ nhật nghỉ gì anh ơi. Hai Ngọc Oanh Nguyễn, em gái à, Ngọc Oanh Hải Phạm. Thôi nói chứ nãy giờ cũng nhiều à. Cái da mặt của Kim Long giờ đẹp hơn lúc nãy, các bạn thấy không? Đó là nhờ cái tiếp tẩy bào gốc, tẩy bào chết nha. Nói chuyện chơi cũng vui mà. Cảm ơn Lê Nguyễn, bọn không đi làm mà. Hải Phạm à, à, em gái Nguyên Thi á, là chừng nào về Việt Nam á, thì gọi anh Long nha. Nếu mà về trong cái tháng đầu tháng 7 anh Long sẽ về Mỹ lại đi hát. Thì nếu mà em về có đúng anh Long còn ở đây trong vòng giờ tháng 6 thì gọi anh em mình gặp nhau đi ăn một buổi nha. Rồi mình đi cà phê một buổi nha. Có thể là họp mặt tất cả những người mà người thân, người thương trên Facebook nè. Các bạn cũng giống như là các em, cũng như là trong gia đình của Kim Tiểu Long thôi. Các bạn có rảnh thì các bạn sẽ inbox, hay là các bạn có về nước thì nhớ bọn mình gặp nhau nha. Hello Thanh Đoàn, chúc cho Thanh Đoàn có một cái cửa hiệu gà lá chanh bán thật là thành công và đắt nha em nha. Thấy thấy bầu chết bao nhiêu tiền vậy Long? 600.000 đồng nha em nha. 600.000 đồng, 600.000 đồng. Bên Facebook của Thanh Đoàn á, em bán hàng á, có thảo mộc gì uống tăng cân gì ốm gì á, nó có để ở trên Facebook của em không vậy? Mỗi lần em livestream nó có để vô nó quảng cáo công ty thuốc của nó không vậy em? Có thì lên tiếng nha. Mình đừng có để cho cái những cái kẻ mà họ bán thuốc, họ tận dụng những cái Facebook của mình để khách của mình họ vô họ kiện mệt quá. Long bị người ta kiện quá trời là tại vì không phải thuốc của Long, cho nên Long phải lên tiếng. Dạ, hy vọng cơ hội gặp anh Long. Cảm ơn em. Bữa nào cho em ương uống cà phê Long ơi. Ok cưng. Thôi giờ các bạn cũng đi hết rồi, còn có 60 mấy người, hồi nãy 100 mấy người thì còn chơi vui ha. Bây giờ thôi, Kim Long cũng cần nghỉ ngơi một chút. Chúc mọi người được bình an, chúc mọi người được vui vẻ, chúc mọi người được hạnh phúc, chúc mọi người được làm được nhiều tiền, nhiều tiền để các bạn ủng hộ những cái sản phẩm thuốc cho Long nhé. Ok. Chị Loan, Quách Thành Danh mà gọi chị em gì? Chị Loan, Minh Loan là chị mà, em biết là chị Loan mà. Vậy em kêu bằng em hả? Đâu có đâu, Nguyên Thị, Nguyên Thị mà. Bye bye mọi người. Cảm ơn chị Loan đã ủng hộ thuốc cho em nha.